Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức bị xóa bỏ. Thông tin cư trú được lưu trữ, khai thác trên môi trường điện tử trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, nhiều người dân đã thay đổi thói quen từ đăng ký cư trú trực tiếp sang đăng ký trực tuyến đơn giản và nhanh gọn, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Ghi nhận tại các xã của huyện Ân Thi là địa phương tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Ông Nguyễn Tiến Tình cho thuê nhà trọ ở xã Hồng Quang, huyện Ân Thi thấy rất tiện lợi khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đăng ký cư trú. Mỗi khi có khách đến thuê trọ hay chuyển đi, ông chỉ cần ngồi ở nhà vào cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ Công an để đăng ký các thông tin như lưu trú, tạm trú. Thời gian thực hiện khoảng 10 phút đã xong. Ngày xưa thì mỗi một người ta đến thuê trọ thì tôi lại phải ra ngoài coi như xã để đăng ký. Bây giờ tôi đăng ký trực tuyến coi như ngay tại nhà, nhanh mà gọn, thuận tiện hơn trước nhiều. Trên địa bàn xã Hồng Quang, không phải ai cũng thành thạo thực hiện các thủ tục trực tuyến như ông Tình. Gần như ngày nào, tại trụ sở công an xã, cũng có người dân đến hoặc đăng ký thông tin cư trú như thường trú, tạm vắng, lưu trú. Lực lượng công an xã đều tích cực hỗ trợ lập tài khoản, hướng dẫn các bước để người dân đăng ký trực tuyến. Chị Nguyễn Thị Biên đến công an xã làm thủ tục đăng ký lưu trú cho người thân. Lực lượng công an hỗ trợ chị thực hiện trực tuyến rất nhanh, đồng thời được giảm 50% lệ phí, khiến chị rất phấn khởi. Tôi có cháu ở trong Nam về chơi, thế là tôi có đi ra công an của xã Hồng Quang để đăng ký lưu trú cho cháu. Và được các anh hướng dẫn là đăng ký trực tuyến thì mình làm thủ tục thế này nhanh hơn. Từ lần sau là tôi muốn đăng ký gì thì tôi chỉ cần ngồi ở nhà bấm điện thoại. Việc đăng ký qua cổng dịch vụ công trực tuyến thì đem lại lợi ích cho cả người dân và lực lượng chức năng. Đối với người dân, giảm thời gian đi lại của công dân, các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh gọn, minh bạch hơn. Công dân không phải kê khai biểu mẫu, có thể theo dõi tiến độ thực hiện và trả kết quả. Đối với tổ chức, giảm việc bố trí cán bộ trực tiếp công dân, hạn chế việc sách nhiễu tiêu cực của cán bộ chiến sĩ. Xác định đăng ký cư trú trực tuyến là thủ tục mới còn xa lạ với nhiều người dân, nên lực lượng công an xã Đà Lộc luôn tích cực tuyên truyền để đông đảo người dân hiểu. Công an xã đứng lên thành lập tổ chuyển đổi số cộng đồng ở tất cả các thôn, đồng thời cử một cán bộ chiến sĩ giỏi về công nghệ thông tin, sẵn sàng giải đáp thắc mắc, hướng dẫn từng bước. Từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ người dân thực hiện gần 200 thủ tục đăng ký cư trú trực tuyến. Lực lượng công an xã chủ động là tuyên truyền qua loa truyền thanh của xã, của thôn, đến các tổ đề án 06 của các thôn. Chúng tôi đến từng nhà một để hướng dẫn một người trong hộ để nắm được cái việc đấy. Để sau đấy là những cái người mà am hiểu trong gia đình đấy sẽ đi tuyên truyền trong hộ gia đình và hàng xóm được vượt qua mọi cái vấn đề khó khăn. Công an xã 100% hướng dẫn đăng ký tạm trú, lưu trú và dịch vụ công. Để đăng ký thủ tục cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến, công dân thực hiện qua 5 bước. Bước 1, công dân truy cập vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cổng dịch vụ công của Bộ Công an www.dichvucong.gov.vn hoặc www.dichvucong.bocongan.gov.vn, đăng nhập tài khoản hoặc tạo tài khoản để thực hiện. Bước 2, chọn thủ tục hành chính cần thực hiện. Bước 3, tiến hành điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu, đính kèm các file tài liệu, chọn hình thức nhận kết quả giải quyết. Bước 4, thực hiện thanh toán phí, lệ phí nếu có. Bước 5, kiểm tra thông tin và thực hiện nộp hồ sơ. Nhằm khuyến khích người dân đăng ký cư trú trực tuyến, vừa qua Bộ Tài chính đã ban hành thông tư số 75 quy định từ ngày 5 tháng 2 năm 2023 giảm 50% lệ phí khi đăng ký cư trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Đến hết tháng 1 năm 2023, tỉnh Hưng Yên có gần 10.000 hồ sơ đăng ký cư trú trực tuyến, trong đó gần 3.000 hồ sơ đăng ký thường trú, hơn 4.000 hồ sơ đăng ký lưu trú, hơn 1.000 hồ sơ đăng ký tạm trú, giúp người dân thực hiện thủ tục hành chính nhanh gọn, thuận tiện, hướng tới xây dựng chính phủ điện tử trong tương lai. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cải cách hành chính của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.